Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với video tiếp theo của Cường Nagate. Chúc các bạn ngày mới vẻ, và ngày hôm nay thì mình sẽ cùng với các bạn thưởng thức một món ăn khá là đặc biệt ở Hà Nội, đó là món nem phùng. Thì hôm nay thì nhân một ngày mà Hà Nội mưa gió thì bạn mình có đi ship một đơn hàng ở thị trấn Phùng, thì bạn mình có mua được một quả nem phùng. Đó, đặc sản nem phùng, nem gia truyền, chính hiệu Bà Thành Mắm nhé các bạn nhé. Ở đường Nguyễn Thái Học, ở thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội. Đây là một cái món ăn mà nhìn thì cảm giác có vẻ rất là đơn giản, dân dã nhưng mà nó rất là ngon. Thì bây giờ mình sẽ cùng các bạn cùng thưởng thức cái món nem phùng này. Thực ra thì là người ta có cho mình là thứ nhất là lá sung này, thứ hai là tương ớt này. Thì tương ớt thì bây giờ mình sẽ đổ ra này. Rồi, tiếp theo là quả nem phùng này thì mình sẽ bỏ giấy ra này, rồi mình sẽ đổ ra đĩa rồi cùng thưởng thức với các bạn nhé. Đó, thì đây mình sẽ mở một cái quả nem phùng này ra này. Đó, thì bên trong này họ cũng có chuẩn bị cho mình thêm lá sung này. Đó, thêm lá sung này. Và đặc biệt là nem. Theo mình tìm hiểu ấy thì cái món nem phùng này thì các bạn, như các bạn có thể nhìn thấy là nó sẽ có những cái nguyên liệu như là thịt này, bì này và một ít thịt mỡ nữa, và cái quan trọng nhất là thính mà phải thật ngon thì món nem phùng nó mới ngon được. Và được, thịt thì chủ yếu là chúng ta sẽ sử dụng là thịt lợn nha các bạn nhé, và thính thì chúng ta sẽ làm từ gạo giã ra rồi chúng ta rang lên. Đó, thì bây giờ mình và các bạn sẽ cùng thưởng thức món nem phùng này. Đây là tương ớt này, tương ớt mà họ đã chuẩn bị cho mình này, để ra góc này. Đó, thì đầu tiên chúng ta sẽ có là lá sung. Ngoài lá sung các bạn có thể ăn kèm với lá đinh năng. Đó, thì đây mình có lá sung của quán Nhật cho mình nè. Thì mình ăn tay nhá, mình ăn tay luôn cho nó dân dã này. Đây các bạn nhìn thấy là những cái sợi bì này. Đó, món nem phùng này phải có bì thì nó sẽ có những cái vị giòn sần sật. Đấy, chủ yếu chúng ta quấn vào thế thôi. Mình sẽ bốc thêm một ít thịt này. Cái này thì thính, theo mình ngửi thì thính rất là thơm. Cho thêm cái thịt vào. Rồi, ra cuộn rồi này. Đó, sau đó các bạn chấm với tương ớt. Đó, các bạn nhìn này, tuyệt vời luôn. Rất là bùi, rất là ngậy. Khá là ngon các bạn. Đó, thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức món nem phùng này các bạn nhé. Lá sung thì quán người ta cho mình thì không thể mình lựa chọn được. Tuy nhiên thì nếu mà chúng ta lựa chọn những cái lá to mà mỏng mỏng một chút, nó hơi non ấy, thì nó sẽ ngon hơn là rất là nhiều. Ở trong này thì người ta trộn hết lên rồi. Rồi gồm có bì rồi thịt. Đó. Tương ớt này thì thực ra tương ớt có thể là tương ớt nhà làm hoặc là tương ớt họ mua, nên là nó sẽ không cay bằng tương ớt Chinsu các bạn ạ. Nó sẽ không cay bằng tương ớt Chinsu nhé. Đây, các bạn có thể nhìn thấy là trong cái cuốn nem của mình đây. Thì với cái món nem phùng này ấy, thì nó đơn giản nhưng mà nó rất hợp những người mà thích nhậu bia rượu chẳng hạn, thế tụ tập bạn bè nhậu rất là ngon. Mình thì hôm nay mình ngồi một mình thôi, mình có thể ngồi để mình nói chuyện với các bạn, chia sẻ với các bạn được chi tiết hơn về cái món nem phùng này. Đây, mình có vừa chấm một miếng tương ớt này. Đó, thì mời các bạn cùng thưởng thức. Mình rất là ít bia rượu, nhưng mà ăn cái món này thì khá là bùi. Tuy nhiên á, thì mình nhớ cách đây khoảng 2 năm mình có ăn nem phùng với bạn mình. Thì cái món nem phùng hôm đấy thì nó cảm giác ngậy hơn cái món nem phùng ngày hôm nay. Rồi chúng ta sẽ cùng ăn vài miếng nem phùng nữa và cùng ngồi nói chuyện với nhau, cùng chia sẻ với nhau về cái vị của món nem phùng này.
Thì món nem phùng này chúng ta chủ yếu là bốc tay thì là hợp khẩu vị hơn. Mình hiện tại thì sức khỏe đang hơi ốm nên là các bạn nghe nói là sẽ cảm giác hơi bị ngạt mũi. Tuy nhiên thì đó, mình cuốn nó rất đơn giản như này thôi. Đó, các bạn có thể thấy. Đó, thì nó sẽ gồm có bì này, thịt, đó, và thính là những cái nguyên liệu quan trọng. Thì chúng kiểu là chúng ta cái những cái thịt này chúng ta luộc lên, sau đó thì xé ra và trộn. Đó, thì và tương ớt không thể thiếu. Thì về món nem phùng này thì mình cũng không có gì để mà chia sẻ nhiều với các bạn cả. Thì về cơ bản thì nó rất giống những món như là món nem tay này, nem hoặc là nhiều nơi nó hay gọi là nem chạo hoặc là nem bốc. Nem bốc thì nếu các bạn đã ăn những cái món nem bốc như ở Nam Bốc ở Nam Định ấy thì là nó sẽ có thêm cái bánh đa nữa. Tuy nhiên thì ở quê mình thì người ta thường có hay gọi là món nem chạo. Đó, và nó chấm với cái nước chấm tỏi ớt chua ngọt cơ. Còn với cái món này thì nó đặc sản ở thị trấn Phùng nên người ta gọi là nem Phùng. Và ở nem ở Phùng Đan Phượng thì nó rất là nhiều những cái thương hiệu làm nem Phùng nổi tiếng. Thì các bạn có dịp đến Hà Nội và đặc biệt là cái khu vực ngoại thành Hà Nội là khu vực thị trấn Phùng Đan Phượng Hà Nội thì các bạn có thể ghé rất nhiều quán ở ven đường, họ bán rất là nhiều cái sản phẩm nem phùng như thế này. Thì mình vừa giới thiệu với bạn như lúc đầu là mình nhờ bạn mình mua, thì bọc bên ngoài các bạn có thể nhìn thấy bọc bên ngoài là những cái lớp lá chuối này, sau đó thì là nem. Nem là những cái nguyên liệu như mình vừa kể và người ta gói vào bên lá sung thì người ta thành một quả nem. Đó, mình chấm tiếp và mời các bạn nhé. Mình mời các bạn miếng nem phùng nữa và mình xin nem phép sau miếng này thì mình xin phép tắt video ở đây. Thì món này thì nó khá là đơn giản rồi, mình chủ yếu là mình chia sẻ các bạn cảm nghĩ thôi về mình ăn cái món này. À, món này các bạn thay có thể như mình nói lúc đầu ấy, các bạn có thể thay cái lá sung là lá đinh lăng hoặc bạn có thể dùng lá lộc vừng non ấy. Đó, nó sẽ có cái vị chua chua chát chát, ăn nó rất là ngon. Tương ớt không cay cho lắm nên tương ăn chấm đậm một chút. Rồi thì mình đã thưởng thức món nem phùng này thì vẫn còn rất là nhiều. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu các bạn đã từng ăn nem phùng hoặc là có những cái địa chỉ nem phùng ngon hơn thì các bạn có thể comment xuống bên dưới. Và nếu các bạn thích video này thì các bạn có thể để lại một like để ủng hộ mình. Nếu các bạn lần đầu tiên xem kênh YouTube KNKT, các bạn có thể đăng ký kênh YouTube để ủng hộ mình nha. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Và đừng quên, chúng ta đang thưởng thức món nem phùng và những cái gia vị rất là đơn giản nhưng mà ngậy, đậm, thơm. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của KNKT. Xin chào.